Rồi ạ. Xin chào mọi người. À, hôm nay thì em sẽ nói về một chút, chia sẻ một chút về cái chế độ ăn là thế nào cho con chó con nó phát triển được khỏe mạnh nhưng mà nó lại không bị kiểu béo quá nhé. Gần đây thì em gặp trường hợp là một vài anh khách kiểu rất là quý chó, cái dòng béc xe bỉ đấy thì nó rất là ham ăn, nó ăn rất là nhiều luôn. Các anh nuôi một thời gian rồi nó quen nhà rồi là anh, các anh cho ăn thoải mái luôn, nên là nó tăng cân rất là nhiều. Nhưng mà thường thì những con chó béc xe bỉ mà khi mà nó đang trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn phát triển khung xương ấy, nó cần nhất là phải có canxi khoáng chất nhất ấy. Thì khi mà mọi người nuôi con chó nó béo quá thì cũng như là trẻ em mà bị béo phì ấy, thì nó rất là khó để phát triển được cái bộ khung gọng cao to nhé. Mọi người khi mà mọi người nuôi chó béc xe bỉ này thì mọi người đừng cho nó ăn quá nhiều tinh bột, quá nhiều cơm. Tức là trong cái đồ ăn ấy, ngoài cơm ra thì mọi người nên kết hợp các loại thức ăn khác, ví dụ như là thịt hoặc là cổ gà xay cho nó có xương, hoặc là rau để cho ăn cho nó mát ấy, để nó có đầy đủ cân bằng dưỡng chất. Hoặc là mọi người có thể mua thêm những cái men khoáng vitamin, như nhà em có bán một bộ 3 lọ khoáng vitamin canxi ấy, mọi người cho thêm vào đồ ăn cho nó để nó làm sao mà con chó nó không bị béo quá nhưng mà nó vẫn đủ được các cái chất dinh dưỡng cần thiết để nó phát triển được cái bộ khung gọng ấy. Tức là cái giai đoạn này là cái giai đoạn quan trọng nhất để phát triển khung gọng, nên là mọi người đừng nuôi cho con chó nó béo quá nhé. Nó béo thì chẳng hạn như là thời điểm này khi mà bọn em xuất ấy, thì chó hơn 2 tháng ấy, thì là cái thời điểm vàng, hoặc cũng là cái nền móng để xây dựng con chó, khung gọng con chó sau này ấy. Đấy, nhiều khi là các anh chị nhiều khi đang hơi lo lắng ấy, kiểu như là vừa mua chó về này thì kiểu như là hay sợ kiểu như là cho ăn quá nhiều, hoặc là cho ăn quá ít. Thường là các anh lo là ăn ít. Vâng. Tại vì là con chó nó quá là ham ăn, mọi người cho ăn xong thấy nó cứ đói, đấy, nó đói thèm ăn lại, ăn lại nó thế lại cho, tiểu thương đấy, chiều nó. Mà bọn này nó ăn nó không biết no luôn. Đấy, nên là khi mà ở trại em về ấy, khi những cái đàn, ví dụ như những cái đàn này về này ăn cái sức ăn của nó rất là tốt luôn nhé. Nếu mà về thì ăn kiểu như anh chị, thường là bọn em sẽ khuyên là khi mà mới về ấy, thì cho ăn ít thôi, khoảng một bát con mà có đầy đủ cả thịt, cả cổ gà, còn tốt nhất là những cái đồ mà có xương, có canxi ấy, thì nó đầy đủ những cái dưỡng chất, ví dụ như là canxi để cho phát triển khung xương này, với lại protein các thứ ấy, thì nó rất là đảm bảo cho sức khỏe của con chó và tránh con chó, trường hợp con chó nó đi ngoài ấy. Đấy. Vậy anh chị ơi, thì nếu mà chó con bắt về nhà chủ mới ấy, thì cần kiêng những món gì vậy ạ? Thường thì những món khi dòng chó này ấy, thì ăn rất là khỏe, thì kiêng thì bọn em thường hay khuyên mọi người là kiêng, thứ nhất là kiêng nội tạng động vật này, đồ tươi sống, và một ít nó là cá nhé, cá và tức gia vị. Là... đấy, đó là các anh chị cho cái gì nó cũng sẽ ăn. Đúng rồi, nhưng mình mà chỉ khi hạn mà chế những cái món ăn đấy thôi. Và khi là chó con ấy thì mình nên tránh những cái đồ ấy ra, nó sẽ nên ăn những cái vâng đồ ạ. Nó phải, quan trọng nhất là phải cho ăn chín uống sôi và vâng ạ. Những cái đồ nó gây lạ bụng ra ấy. Vâng ạ. Vậy anh chị ơi, vậy thì chó tầm bao nhiêu tháng thì chúng em có thể cho ăn được những đồ ăn cần kiêng đấy ạ? Tầm khoảng ví dụ nó quen nhà mới, ví dụ tầm khoảng 5-6 tháng. Vâng. Nó tập ăn dần, tức là khi mà mọi người bắt đầu một cái loại thức ăn gì đấy mới cho chó ấy, thì mọi người có thể cho ăn thử đối với chó con thôi nhé. Còn chó con thì vâng, anh chị cho ăn gì cũng được. Còn đối với chó con ấy thì mọi người có thể cho ăn thử một chút, nếu mà nó hôm sau nó vẫn khỏe mạnh thì không vấn đề gì, thì mọi người có thể tăng dần cái lượng đồ ăn lên. Đấy là cái nguyên tắc cho chó con ăn. Và những cái đồ ví dụ như là đồ cá hoặc là nội tạng vật ấy, khi mà nó là chỉ là cái món phụ thôi nhé. Vâng. Là có thể ví dụ như mình cho ăn cổ gà, cổ xương gà các thứ quen rồi ấy, nó cảm thấy chán rồi, lâu lâu mình có thể đổi bằng một ít là phổi hoặc là thịt lợn các thứ ấy. Nhưng mà không phải là một lúc mà mình thay cho nó ăn luôn, có nghĩa là ăn thay cho nó ăn luôn, mà thay đổi dần dần ấy, có từng giai đoạn, có nghĩa là ngày hôm nay ví dụ như nó chán hôm nay mình có thể thay đổi, nhưng mà cho ăn từng ít dần để cho nó quen với cái dạ. Khi mà cho ăn thì các anh chị đừng có chiều nó, ví dụ thế nó không ăn cái là ngày sau mình phải cuống quýt mình đổi cái loại khác ngon hơn, là nó rất là khôn, nó ăn cái là nó quen miệng luôn, nó biết thế, là nó biết ăn không ăn nó sẽ được đổi ngon hơn. Trước có em anh khách của em cơ, anh không có thời gian ấy, tại vì buổi sáng nấu ăn rồi cho ăn rồi đi làm rồi vâng tối ạ, lại về ấy, thì anh thường là nấu tối hôm đấy xong và cho cả chậu, như là buổi sáng trước khi làm là cho cả chậu và cho 1-2 con ăn như vậy cơ, để có cái khi là cho cả một chậu to ấy, để cho nó ăn buổi trưa nó đói nó ăn ấy, thì thực ra là làm như vậy là nó thành ra tạo cái tính ì cho con chó nhé. Vâng. Ví dụ như là nó cảm giác là nó con chó là theo bản năng thôi, có nghĩa là khi mà mình cho ăn như vậy nó hiểu được ra là hôm nay bắt đầu đến giờ cho ăn rồi,
thì không ăn lúc này thì sau nó lại mỗi lúc sau nó lại được ăn, thì cơm nó vẫn như vậy mà, nên là tạo ra những cái tính kỳ, hoặc là về sau nó làm cho con chó là hiểu là không ăn được lúc này thì sau vẫn có đấy, nên là những cái khi như vậy dần dần như vậy thì con chó trở nên biếng ăn dần nhé, biếng ăn và thể trạng của nó sẽ không được tốt đúng không ạ? Không đổi món ấy, không có món nào nó thích ăn ấy, thì dần dần nó bỏ đấy, nên là rất là đau đầu về những cái trường hợp như vậy. Ngoài ra thì đấy là cái chế độ ăn, nhưng mọi người nên đừng cho ăn quá nhiều tinh bột. Còn về cái chế độ vận động ấy thì thực ra chó bé dê bỉ nó là một cái dòng chó năng lượng rất là nhiều, nó ưa hoạt động ấy, thì các anh chị ở quê mà nhà rộng mình cứ thả cho nó chạy loanh quanh ấy. Vậy anh chị ơi, em là đầu tiên mới nuôi chó ấy à? Khi mà em mang chó con về nuôi ấy, thì cái tình trạng mà chó thay răng ở chó con ấy em vẫn chưa được hiểu biết lắm, anh chị có thể cho em biết thông tin được không ạ? Nói chung là thay răng ở chó con thì nó là cái hiện tượng rất là bình thường. Nó là theo vâng. Giai đoạn có nghĩa là theo kỳ sinh trưởng của nó ấy, thì thường là những cái giai đoạn mà thay răng với lại thay lông ấy, thì nó dao động tầm khoảng từ bắt đầu từ tháng thứ tư trở đi nhỉ, tháng thứ tư trở đi bắt đầu nó giai đoạn thay răng rồi thay lông, những cái con sau hơn thì cũng có lâu chút, nhưng mà trong tầm cái giai đoạn đấy nó còn phải lo lắng hơn, nó cũng như là người thay răng sữa thôi. Vâng ạ. Thay răng là chuyện rất là bình thường, chó liền da là cả liền xương, mà răng thì gì nó cũng sẽ phải mọc lên, nó hay răng sữa. Ví dụ như trẻ con, mình mà khi mà trẻ con bắt đầu mọc lên cái người ta cũng hay nhìn theo ấy. Cái răng vâng của chó để người ta đánh giá tuổi con chó mà. Anh chị ơi, cũng là vì lần đầu tiên em nuôi chó ấy, em rất sợ chó gặm nhấm dép cũng như là đồ vật trong gia đình ấy, vậy có cách nào để hạn chế không ạ? Mọi người có thể mua cho nó những cái đồ chơi như này, ví dụ những cái đồ gắn vào đấy này, hoặc là cho gặm cái xương cục ấy. Mọi người có thể đi xin những cái xương bò, xương lợn mà xương ống to ấy, ống to hoặc là cái xương sườn ấy nhé, xương sườn đấy, xương phở đấy. Hoặc là nó không nuốt được. Dạ vâng ạ. Hoặc là đây này, vâng ạ, đồ chơi này, hoặc là có đợt này có rất nhiều những cái đồ, ví dụ như nó họ cái đồ chơi cho chó ấy, nó hình vâng cục xương ấy mà rất là thơm luôn. Vâng thì ạ. Cho chó cắn hoặc là cho nó gặm thì nó tạo ra cho nó quen đi. Còn không, khi con chó mà không được, thường là những con chó không được chơi ấy, thì nó bắt đầu sinh ra tính cái tính mà nó gọi là gì nhỉ? Nó cáu ấy. Vâng ạ. Thường là, nó không được xả ấy, không được xả ấy thì vâng ạ, nó không có ai chơi cùng với không có đồ gì chơi, thường ra nó sẽ tìm cùng cái món để chơi ấy. Anh chị ơi, sau khi anh chị cho em một chút thông tin về chó con cũng như là dòng chó mang về nhà nuôi ấy, vậy bây giờ anh chị có thể giúp em tư vấn cho em chọn một con có thể dễ nuôi cũng như là dễ thuần, nhưng mà bạn ấy vẫn có một chút gì đó thần kinh căng được không ạ? Anh chị có thể bắt cho em xem một con được không ạ? Em ưng là em muốn bắt luôn ạ. Thứ nhất chọn chó, như chả em hay khuyên là chọn chó theo tông dòng phả hệ. Thì như đặc điểm như cái con bé này đây là dòng của con bố là con Nat vô địch Đông Âu Hippo 2. Đấy giờ không im luôn. Đấy. Đây là nhìn rồi. Thứ nhất là nhìn về cái độ tinh ranh của nó thì anh còn nhìn vào. Nhìn mặt nó rất là lanh luôn. Nhìn mặt rất là lanh, nhìn mắt rất là khôn luôn. Vâng. Đấy. Và thứ hai là không gặm chân cẳng của nó này. Muốn giữ cho ngồi. Rất là đều luôn nhé. Anh chị ơi, đây đúng là ý của em rồi đấy ạ. Em sẽ bắt một con như thế này. Nhưng mà khách hàng các anh mà có yêu thích dòng chó này, hoặc là có bất cứ cái mình thích một con chó như là ví dụ khung gọng như nào, mảng mờ như là tính cách như nào ấy, thì mọi người hãy liên hệ các số hotline bên em, thì bọn em sẽ tùy theo nguyện vọng và cái sở thích nhu cầu của anh ấy thì bọn em sẽ tư vấn con phù hợp với các anh ấy, bởi vì là ở đây có rất là nhiều đàn cơ mà mình không ai hiểu của nó bằng bọn em ở đây. Bọn em xuất bá rồi, bọn em ở nuôi nó từ bé đến giờ, và con bố em dựa vào con bố con mẹ nó nữa để em tư vấn ấy. Thì mọi người có sở thích như là mọi người chỉ cần chia sẻ bọn em thôi, bọn em sẽ tư vấn từ A đến Z, từ cách chọn rồi khi các anh bắt về, được cả quá trình nuôi, sau đấy em sẽ hướng dẫn ví dụ như là đồng hành cùng với các anh trong quá trình nuôi ấy. Thì có gì mọi người hãy liên hệ với các số hotline bên em để bọn em tư vấn nhé. Dạ vâng, em cảm ơn ạ, em xin chào mọi người.